Tổng quan thì bộ sản phẩm này bao gồm 10 món, gồm có 4 chiếc ghế đơn, 1 chiếc bàn dài, 1 chiếc ghế dài, 2 chiếc đôn kẹp hay còn gọi là bàn kẹp nách. Và phía bên trong kia chính là 2 chiếc ghế đôn ngồi. Đây chính là chiếc ghế dài của bộ sản phẩm này. Chiếc ghế dài này có chiều ngang phủ bì là 1m94, độ sâu lòng là 50cm. Với phần lưng tựa dày 3cm rất chắc chắn. Được thiết kế theo kiểu lưng tựa gương, có chạm khắc những hình hoa văn nổi, rất nổi bật. Ở phía trên phần lưng tựa được chạm hình trái đào. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở đây là những đường vân gỗ rất là nổi, rất là rõ và đẹp. Những đường vân của gỗ cẩm lai thì nó khác hoàn toàn so với các loại gỗ như là gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá. Vì tính chất của gỗ là có màu nâu, cho nên những đường vân của nó cũng sẽ có màu đậm hơn. Phần tay ghế được thiết kế là phần tay cong để chúng ta có thể có được cảm giác thoải mái khi đặt tay lên ngồi. Và với chiều dài kích thước của chiếc ghế dài này, chúng ta có thể ngồi được từ 3 đến 4 người vẫn rất là thoải mái luôn. Đi tiếp theo qua đó chính là một chiếc bàn trung tâm. Và cũng giống như các sản phẩm khác của Sơn Đông thì mỗi chiếc bàn đều được phủ lên một lớp tấm kính 8 ly để chống trầy xước trong quá trình sử dụng. Mặt bàn dày 2,5cm. Bàn được thiết kế theo kiểu khung tranh. Có chiều dài là 1m37 và rộng 71cm. Và điểm đặc biệt của bộ sản phẩm này là mỗi chiếc bàn đều có hai hộc kéo hai bên để chúng ta có thể đựng được những vật dụng nhỏ giống như là chìa khóa hoặc là remote TV chẳng hạn. Phần dạ bàn thì cũng được chạy hình hoa văn cổ điển. Tiếp tục đó chính là 4 chiếc ghế đơn. Bốn chiếc ghế đơn này với phần thiết kế là tay cột 12 to sẽ mang lại một trải nghiệm hành tráng của chúng cho căn nhà của chúng ta. Mặt tay cong vẫn khá êm khi để tay lên và chúng khi ngồi. Và chiếc ghế đơn này có chiều ngang phủ bì là 82cm, độ sâu lòng là 50cm. Và phần thiết kế thì cũng là phần lưng tựa gương phía trên trượt
thì chạm hình trái đào tương tự như với chiếc ghế dài. Và đây chính là hai chiếc bàn kẹp nách. Hai chiếc bàn kẹp này thì thường được chúng ta sử dụng là để ở giữa hai chiếc ghế để tạo nên một điểm nhấn. Và trên chiếc bàn kẹp này thì chúng ta có thể là để lên những đồ mỹ nghệ này hoặc là một chậu cây nhỏ để tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian phòng khách của chúng ta. Và hai chiếc bàn kẹp này cũng có luôn hai cái hộc kéo nhỏ. Hộc kéo của điện ống thiết kế cũng rất là dày dặn và chắc chắn. Và cũng như là chân bàn cũng như là chân ghế của bộ sản phẩm này thì được chạm theo hình hổ phù. Rồi, và sau bên trong kia đó chính là hai chiếc ghế đôn ngồi được thiết kế theo hình vuông. Và với giá thành chỉ có là 205 triệu, mọi người đã có thể sở hữu cho mình được một bộ sản phẩm phòng khách siêu VIP được chế tác từ gỗ cẩm lai như thế này. Và nếu như mọi người cảm thấy thích bộ sản phẩm này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline là 0869018768 để được tư vấn và đặt hàng trực tiếp. Hoặc mọi người cũng có thể truy cập vào website noithatsondong.com để tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác. Và bên Sơn Đông chúng em luôn có chính sách là bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn, một đổi một trong vòng 30 ngày kể từ ngày sử dụng. Và free ship tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Mỹ Tho, Tiền Giang cũng như một số tỉnh lân cận khác. Và bộ sản phẩm này hiện đang được trưng bày trực tiếp tại cửa hàng 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui mừng được đón tiếp mọi người đến để trải nghiệm về chất lượng cũng như là vẻ đẹp của bộ sản phẩm này. Xin cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian để theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video gần nhất.